Khiến anh chấm điểm của người yêu lý tưởng. Cái này bình thường quá. 7 điểm. Với cái sự ga lăng này thì 8 điểm rưỡi nha. Cũng được. Nguyên phát chín điểm nha. Nè, đừng giận nữa. Muốn có người yêu tâm lý 10 trên 10 thì chọn ngành tâm lý học SIU nha. Tại sao bạn lại chọn học chuyên ngành tâm lý học và tham vấn trị liệu? Tại vì mình tò mò về cảm xúc và lý trí của con người. Còn bạn thì sao? Còn mình thì muốn tự tìm cách chữa lành cho bản thân và giúp cho những người xung quanh nè. Còn các bạn sẽ thử 2 cái năm của chúng ta thì sao? Các bạn có thực sự chắc chắn rằng mình muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của con người? Vậy thì hãy cùng Kim Ngân tìm câu trả lời nhé. Cơ hội nghề nghiệp của ngành tâm lý học là gì? Bạn có thể làm tham vấn học đường tại trường học, bạn có thể làm tham vấn tại bệnh viện, bạn có thể làm cho doanh nghiệp, ví dụ như bạn làm tuyển dụng, bạn làm nhân sự hay là chăm sóc sức khỏe của nhiều người lao động, hoặc là bạn có thể can thiệp và hỗ trợ trẻ đặc biệt và rất nhiều sự lựa chọn khác nữa. 5 câu hỏi để biết bạn có thật sự phù hợp với ngành tâm lý học. Thứ nhất là bạn có đam mê tìm hiểu về con người, khả năng nghiên cứu và cũng như là tự học hỏi hay không. Thứ hai là bạn có khả năng quan sát và phân tích vấn đề hay không. Thứ ba là bạn có khả năng giao tiếp và lắng nghe tốt hay không. Thứ tư đó là bạn có khả năng kiên nhẫn và kiên trì với những cái câu chuyện của thân chủ hay không. Và cuối cùng đó là bạn có khả năng đồng cảm và rất là nhạy với những cái cảm xúc, những cái câu chuyện mà người ta mang tới cho mình hay không. Và bạn phải chấp nhận một thực tế, đó là những cái câu chuyện mà thân chủ mang đến cho bạn đa phần là những câu chuyện buồn. Tuy nhiên bạn đừng lo, bởi vì khi mà bạn giúp đỡ được cho họ, bạn giúp cho họ gỡ rối, thì niềm vui và hạnh phúc sẽ nảy sinh và chắc chắn rằng bạn sẽ yêu thêm cái nghề này bạn nha. Và các bạn cũng đừng lo, với những cái khó khăn đó thì thầy cô ngành tâm lý học của SIU đã chuẩn bị để có thể trang bị cho các bạn những cái kiến thức giúp cho các bạn có thể vượt qua những cái khó khăn này. Yên tâm nha. Bye. Và bạn phải chấp nhận một điều là khi trở thành sinh viên ngành tâm lý học của SIU thì bạn sẽ nhận được ngay một học bổng doanh nghiệp tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% học phí toàn khóa. Nè, chị ê kéo dài. Và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào về ngành học này thì hãy liên hệ ngay với SIU để các thầy cô siêu tâm lý có thể giải đáp cho các bạn nhé. Mình là Kim Ngân và đây là series Chăm chọn Chăm đúng. Xin chào và hẹn gặp lại.